đệ tử con một lòng thành kính dâng văn trình đệ nhị đồng
hạ giới. Nguyện cai thượng ngàn, quyền cai các lũng ni các làng, sơn tính cầm thú hồ lang đi về chầu. Quyền cai tam thập lục ngàn châu. Yeah.
người xa cũng mà sau mà mẹ tôi đâu đi cô viêm từ về kỷ tố sông chân tinh tiền cũng một phần thanh thiên cũng làm xuân tiên tiên ni lễ tiên ni căn mở tam mi tòa chúa y gái đấng mã tam tứ y phụng để nghe tự nguyện văn khắc bản bệnh sinh ư nhân thí điên hành canh tư thập độc qua tế phụ thề phạm thị phương bản bệnh sinh ư mộng ngọ điên hành canh tứ thập và tế cộng đồng ta thương luôn kiến đặt tu vi tại số nhà 15 ngõ để xóm hai thôn cổ điện ni a sáng tư thế hiệp huyền thanh nhị trì thành phố hà la đồng a đồng và ta chúng luôn quyến đẳng tu quy thiết lễ nghi nghi viên thịnh mệnh tăng tiểu vu điện sứ kiền thành chủ đang thanh nhị đồng quang thị hải tại điện viêm vi tử tu thiết lễ nghi phát tí tâu thịnh Phật tiền đi kinh cung minh tâm tứ phủ chứng minh phần đệ khai kiến trai đàn đất tiêu chú kiên bản đàn di tán thư gửi nay từ cẩn an ra qua cùng với hành và sự kim phát tí tâu nhiều và văn hạ đà nhất tí hạ thượng ấy hạ tô đô ấn phụ huy toàn quốc phiền thần là lực cần đi cần trai thời phật quốc lưu ly cung tấu huy tiên hiệu thiên kim thiết cung mà tấu huy tiên đi địa mà phủ phong đô cung tấu huy tiên vì phủ phủ và ta cung huy tấu huy tiên chương phong nhạc phủ cung tấu huy tiên kỳ tại vân đình chi công bán công ma hóng chắc chở liên thời Phật hoa giáo uy trung hiếu lý hoàn thắng hoàn trần tính Phật thi chỉ phong hỏa phục ngành phân minh thông tiến thủ chí quan pháp giả hiếu quan hướng khi vi tiên tật diệt sứ trả hạ chuẩn nhân thời kiêm tử kỷ tố sung chân tinh nghi điện thượng phụng phật thanh yên cung đẳng xuân điện tiên ni lễ tiên ni căn dân mã tam chúng nghi phủ mở tam nghi tòa chúa nghi gói tình nghi mà chúa mũi phường chúa nghi phục lô hương cơ văn mệnh bình yên tăng nghi khai khai cung tài bồi cung lộc cơ văn ta bình yên phúc thợ diên di sinh trường thợ sự kim di tần đệ tử nguyện đi văn thắng bằng mệnh sinh nhân nhập đi liên thành canh tưới tập độc qua thế phú thế phạm thị phương bản mệnh sinh hương mẫu mở niên hành canh tưới tập thế ông về đồng mà ta chung hồn quyến đi đắng tôi tại số nhà 15 sớm để mở hai thôn đi cô điện ta để xã tứ hiệp huyện thanh trì thành phố hàn đội cẩn thủ kim nguyệt lại ưng đinh đầu điên xuân thiên nhị nguyệt tập nhất thế nhật tu thiết lễ nghi tam sinh lễ vật phụ tạm
Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, lạy Đức A Di Đà Tôn Phật, con lạy Đức Phật Bà Quan Thế Âm cứu khổ cứu nạn, con lạy Thường Trực Phật Tam Bảo Phật, Ngũ Công Vương Phật Từ Bi Vương Phật Hàng Ngàn Sa Số Phật, con lạy Đức Vua Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế Đệ Nhất Đế Đình, Vua Cha Thích Đế, Vua Cha Bắc Hải Động Đình, con lạy Tà Ban Năng Tào Ứng Ban Bắc Đầu, con lạy Tam Tòa Thiên Tiêu Thánh Mẫu, con lạy Mẫu Đệ Nhất Thiên Tiên Vị Tiền, Mẫu Đệ Nhị Thiên Tiên Vị Tiền, Mẫu Đệ Tam Thiên Tiên Vị Tiền, con lạy Đức Phúc Mẫu Âu Cơ, con lạy ông Vua Tổ Hùng Nước Nhà, con lạy Đức Ngọc Phật Hồ Chí Minh Vạn Thọ, con lạy Tam Vị Thánh Tản Viên Sơn Thượng Đẳng Thần Nhất Tâm Cung Đình, Đức Thánh Trần Triều Vương Đạo Đại Vương Kết Bạc Linh Tử, con lạy Cổ Cả Cô Đôi Nhà Trần, Cô Bé Cậu Bé Cửa Suốt Nhà Trần, con lạy Tả Quân Văn Hữu Quân Võ Nhà Trần, con lạy Đức Chúa Dân Tâm Dân Trang, Đức Chúa Nội Ngàn Chung Mừng Chung Hắn Chung Mèo Chung Thoải, con lạy Đăng Tuấn Dân Trang cùng Bác Bộ Kiên Nàng Tổng Như Bảo Đề Tướng Nguyên Công Đức, con lạy Ngũ Vị Tôn Ông Hội Đồng Quan Lớn Tôn Ông Đệ Nhất Thượng Thiên Tôn Ông Đệ Nhị Thượng Ngàn Tôn Ông Đệ Tam Tuệ Phủ Tôn Ông Đệ Tứ Thâm Sai Quyền Cai Bốn Phủ Tôn Ông Đệ Ngũ Tuần Tranh Quyền Ông Cai Quản Thiên Binh Nhà Trời, con lạy Thiên Phủ Địa Phủ Thủy Phủ Nhà Phủ Tứ Phủ Chầu Bà Chầu Cả Thượng Thiên Chầu Đôi Thượng Ngàn Chầu Tam Tuệ Phủ Chầu Tứ Thâm Sai Chầu Năm Bắc Lệ Chầu Sáu Lục Cung Chầu Bảy Bạo Hà Chầu Tám Bắc Hàn Chầu Chín Sòng Sơn Chầu Mười Đồng Mở Chầu Một Mười Hai Rừng Xanh, con lạy Mười Hai Quan Hoàng Tứ Phủ Cung Quan Nhất Tâm Cung Thủy Quan Hoàng Vơ Tuệ Phủ Quan Bảy Bảo Hà Quan Mười Trấn Thủ Nghệ An, con lạy Cô Cả Cô Đôi Cô Đồi Cô Suối Cô Bé Thượng Thiên Cô Bé Thượng Ngàn Cô Bé Đoài Cung Cô Sáu Lục Cung Cô Chín Thiền Sòng Cô Đứng Đầu Đồng Cô Cai Bản Mệnh Cô Từ Thiên Giáng Xuống Cô Từ Nước Dễ Lên, con lạy Tứ Phủ Thánh Cầu Cô Cả Thượng Thiên Cô Đôi Thượng Ngàn Cô Tam Tuệ Phủ Cô Tứ Bản Đền, con lạy Bạch Xà Đôi Nước Cô Dây Nương Lớn Cô Hồ Hướng Quân Mai Di Đạo Phật Quan Âm Cương Nương Hướng Mai Di Đạo Phật hôm nay à. Mày lành tháng tốt mình một tháng tiên cân trên ăn mày mẫu mày thủ nhang đồng đền cùng văn đàn cho hát các gia trong họ thủ nhang và xin mà cho gia chủ họ Nguyễn Hậu Phạm A Di Đà Phật. Cao sinh vĩ ở trên trời sở chi nghỉ bốn phương tung dung ngơ tiếc ngày lành mở tiếc tung dung ngơ thỉnh tam tòa thiên thánh công đồng mong sáng ngơ đàn nề duyên đệ nhất thiên tiên văn thành mời đệ nhất mẫu thiên tiên tặng phong chê thắng sẽ loạn giá ngự đồng vân các tôn quê phủ dây vân các tôn quê nghĩa hương tiên bản ni nhà ni cài sân mình pháp giới mong vân sư phật nài ngồi thật sao vân tùy sư kết tượng vân thanh nghi cung vân sư phật niệm toàn thân nam mô hương cung dạng bồ tát ma tát nam mô hương cung dạng bồ tát ma tát nam mô hương cung dạng bồ tát ma sẽ loạn thành ra hồi cung mẫu đệ nhị địa tiên nô cung thỉnh nghi mời mẫu đệ nhị địa tiên nó tích xưa sinh thành trong đền nể sông sơn nhạc sắc khác thường hình dung nhạc sắc nghĩ khác thường giá danh đòi một ni quê thường nghề vẹn người Di Đà Phật độ nhãn xa nhiệt pháp nơi mong nguyện chư Phật đại hơi tất giao văn tỳ giữ kết tượng vân thanh nghĩ phương ngân chư Phật thiện văn thân nam mô nhãn vân cái Bồ Tát ma tát nam mô nhãn vân cái Bồ Tát ma tát nam mô nhãn cúng dạng Bồ Tát ma tát thanh ra hội cung minh đề tam chúa tiên nô văn thiên đời mô đề tam chúa tiên nguyên xưa mẫu ngự dưới đền thái cung a di đà phật a di đà phật trên đàn đại nhiệt minh đương giao du từ mẫu nô hương hòa nội đắp thanh hương chi thân
tâm kim cương nhất chúa biến thập phương. Nam mô hương con cái Bồ Tát Ma Tát. Nam mô hương con cái Bồ Tát Ma Tát. Nam mô hương con cái Bồ Tát Ma Tát. Xin loan thanh gia văn võ quân thân dân chiều khởi tấu đức công văn võ quân thân truyền ra thánh ông có lệnh truyền ra nào quân thì bộng cũng là sứ dinh quân nguyệt nó phạm nam thành đáo phạm nam thành nô binh binh nó phạm nam thành đánh đông dẹp bắc nghi tung hoành mọi nơi vẫn
sứ dâng lên thượng ngài văn sứ dâng lên cho tới thượng thiên ba tòa sớ này tới cửa vua cha. Lân Phật giả ân từ bi mẫn xung sinh phổ cát kim đỉnh đệ kim phụng vàng thân Phật thánh chúa tiên trung vương. Văn võ
quốc nghi thái bình dân an ninh. Khẩm thượng mình hạ lệnh hoang bàn mình. Sổ sinh cải tử sổ trần mình ngày châu phê loạn thật giá hủ cung đời dân thì mở mang năm hai ngơ đức ông đệ tam người dòng dõi kim chi loạn giá hủ cung hoa hải đường thần tiên vương vô đệ nhất là tức mặc sâm oanh kim chi ngọc diệp dành là dành loạn giá hủ cung trên tòa vàng rồng bay năm sắc ngơ dưới động đình phụng sự vương quân thơm nước một nhà bông huệ lan nơ cô đôi thơm nước nghĩ một nhà luôn ra hủ cung cửa suốt tờ mờ trông ra cửa biển tờ mờ chiếc voi cô bé đứng lờ cửa đông thành ra hủ cung lập ở hướng đông ngôi đền thờ cô lập ở hướng đông thỉnh mời cậu bé đến cửa ông nghi ngự về luôn ra hủ cung tam vị chúa mương nghi dâng văn nơ tam vị chúa mương nghi kỳ điên đệ nhất nơ chúa thầy thiên đi ngự về cô chiều tình nghi lý trần lễ sắc phong thường đẳng biển đế tối linh tây thiên tam đào địa linh
Bắc Kỳ, có núi Tây Thiên tám đạo địa danh.
đi băng qua đèo, băng qua đèo về đến đây. Bốn phương tụ họp thì đã thắng ngay đã.
đồng lòng cho lắm về đây ta yêu, ban cho dài nhất sang nhiều, đồng lòng cho nhớt năm ngoái năm xưa. Ý à. Cành hoa xinh, hoa thì đua nở, con long mi vàng bay đi. Khiếu trên đôi hót chào mi tiến cành, bìm bìm kêu đôi núi mi vắng tanh. Chiều tà ngắm cành hoa lan mi. Về
có bà chúa mối quyền hồ rất hay cửa nhà xa sự hôm nay là người tiên dáng chân tốt tươi mọi vẻ thanh tân nó chỉ sống sống cạn nì chỉ chân chân an về đồng điểm phân tô trang tay cầm đàn tình lưu lá lưu lương trần gian khắp hết nơi nơi sầm xanh lễ Phật nì thỉnh nì mời chúa tiên chúa về sắc giang dương tòa cứu cho bách bệnh nghi nay đã mười thiên
soi lòng, xem soi chân ấy đục trong thế nào, hay còn số cả căn cao ý à. Để tôi xin cắt tóc làm tôi, trên theo Phật thành dưới con theo đồng thầy. Để tôi con xin dâng một lòng một ý à.
sóng ngát sân vương đều vui đầy hoa. Đi theo nhịp sóng ngát sân vương đều vui đầy hoa. Đi tới đâu có đón hoa chào, chú về bách mùa sớm chiều cá vàng. Tay khơi bề bạc rừng vàng, đem cho trăm họ được giàu sáng đời đời. Đem cho trăm họ đời đời giàu sáng. Hoa thắm tươi, ngàn hoa ngàn hoa thắm tươi. Chim hoàng lưu lô chào đời. Vòi về thanh tân ni 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 ni
chân chân an. Về đâu điểm mà phân tô chẳng nghe ý. Về đâu điểm phân tô cho sơ loạn thật xa. Ca mãi quê nhà Lâm Thao, ca mãi quê nhà để tám tin Chúa sang đến để hôm nay. Trên cung quê chiều thật soi tỏ chúng con thình mới tiến đi Chúa đệ tam. Chúa quyền thành cai ninh quản sơn trắng cắt lúc nghi xa gần làm tôi. Chúa anh đi linh nghi dậy khắp núi đôi nữ dung oanh tiệt nà tiệt nà tài chi chung. Thủy thông gieo
lắm đi xa bạn, có khi sinh ngày đi tìm về. Chúa đẹp làm sao, cũng tiên tỏa sáng sai trong đền, sai trong đền đẹp làm sao. Đồng mơ phù do đồng người đi à.
về gió vàng, về cha để điều bình an đi. Tùy tông mình thì mới
mời tiên Chúa sang đền để hùng loan ra hồi cùng năm miếu rõ ràng nghi năm phương nghi năm miếu rõ ràng nghi muôn phương vạn cảnh nghi chúa bà anh linh.